Nhã Phương chụp ảnh cùng hồi mẹ bỉm sữa. Nhã Phương chụp ảnh cùng hồi mẹ bỉm. Trường Giang ngắm vợ không rời. Trường Giang Nhã Phương luôn được biết đến là một cặp đôi ngọt ngào, thường xuyên phát cậu lương cho mọi người hâm mộ trên mạng xã hội. Mỗi khi xuất hiện tại nơi công cộng, cả hai luôn có những hành động đáng yêu thể hiện sự quan tâm nhau khiến mọi người ghen tị. Vừa qua, vợ chồng Trường Giang đã cùng nhau tham dự một sự kiện lớn của Vbiz, nữ diễn viên có dịp hội ngộ cùng nhóm mẹ bỉm. Thân thiết, khoảnh khắc người đẹp sinh năm 1990 nhí nhố bên bạn, ông xã cũng không chịu rời mắt. Trên trang cá nhân của Hoàng Oanh chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ với Nhã Phương, Hoàng Minh Duy. Tuy nhiên, cô nàng lại nhắc đến điểm nhấn của Trường Giang. Nữ MC viết, "Ủa anh nhìn cô nào vậy Trường Giang?" Ba là mẹ bỉm. Trong những bức ảnh của mẹ bỉm Hoàng Anh đăng tải, diễn viên 49 ngày nhìn vợ, không rời mắt dù cô đang đứng chung với nhóm bạn. Bà xã chụp chung ảnh, diễn viên sinh năm 1983 ngắm vợ không rời, trong ánh mắt thể hiện sự cưng chiều khiến người hâm mộ ghen tị. Ngắm được một lúc cuối cùng Nhã Phương cũng cho ông xã vào chụp ảnh chung. Cô nàng cùng thể hiện sự yêu thương khi má kề má với Trường Giang. Đang yên bình bỗng nhiên Nhã Phương, Hoàng Minh Di cả ekip bị ép ăn cơm chó. Của cặp đôi vợ chồng dù đã có một cô con gái nhưng tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng như thuở mới quen. Trên trang cá nhân của Trường Giang, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ và con. Anh luôn dành hết thời gian ở nhà dành cho gia đình, nấu ăn chơi với các con và phụ vợ nhiều công việc nhà. Sau 3 năm cưới vợ, nam diễn viên 8X cũng trải qua nhiều khó khăn. Trong một giai đoạn video, trước đó anh chia sẻ, chú lấy vợ được 3 năm rồi, gặp đủ chuyện hết trơn, cái này chú nói thiệt lòng, lúc mình yêu nhau chưa có đám cưới nó khác. Lúc mình cưới rồi thì cuộc sống vợ chồng có nhiều vấn đề, giận hờn có, hạnh phúc có, vui có, buồn có. Hôn nhân luôn có hạnh phúc và những mâu thuẫn khó khăn. Tuy nhiên Trường Giang và Nhã Phương đã dung hòa được khá tốt. Cặp đôi này luôn cho thấy họ đến với nhau là sự hạnh phúc và sự viên mãn của thời gian. Không còn là vợ chồng trẻ như cả hai luôn diện trang phục đôi mỗi khi ra đường tổ chức những buổi tiệc lãng mạn bên nhau. Trường Giang còn tự tay mua đất xây nhà tặng con gái, nhưng mục đích vẫn là xây dựng cuộc sống hạnh phúc theo sở thích của cô vợ xinh đẹp. Cách đây không lâu, khi Nhã Phương vướng vào ồn ào, Trường Giang không nói quá nhiều nhưng đứng sau động viên. Người đẹp 9X biết ơn vì cuộc sống dạy mình trưởng thành. Mỗi người ai cũng có cảm xúc hối hỉ riêng và cặp đôi gặp phải sự cố nếu không có buồn là không đúng, nhưng vẫn ngậm lại, tôi thấy mình có được những khoảnh lặng để nhìn lại mọi thứ, giờ phút này ngồi đây và gặp gỡ mọi người, tôi biết cảm ơn hơn khi tất cả đều bình an. Sau những thăng trầm cuộc sống của vợ chồng nổi tiếng, thêm gắn bó trước đây, không phải là lần đầu tiên họ khen sự yêu thương tại nơi công cộng, nhưng mỗi lần như thế đều cho thấy sự ngọt ngào và đầy tự nhiên.